Xin chào, mình là Thạch Trang. Bắt đầu từ thứ tư trở đi thì mình ít bài tập hơn, thế nên là mình bắt đầu quay vlog này từ thứ tư. Hôm nay thì bọn mình đi chợ, sau đó thì sẽ về nhà để ăn bít tết. Đây là hai miếng bít tết của bọn mình. Đầu tiên thì chúng mình sẽ ướp bò với cả dầu ô liu, tỏi, lá rosemary, lá thyme và muối cộng với cả một chút tiêu nữa. Sau đó thì đợi 30 phút, trong lúc đó thì mình sẽ đi làm khoai tây và quay lại thì làm bít tết. Đối với khoai tây thì bọn mình sẽ cắt miếng nhỏ ra, sau đó thì ướp với cả muối, tiêu, bột paprika, dầu ô liu và lá thyme. Sau đó thì bỏ vào trong lò với nhiệt độ 180 độ, nếu đến khi nào chín vàng thì thôi. Wow! Sao chị làm thế được đấy? Sáng thứ năm thì bọn mình có hẹn cà phê với Tết, thế nên là bọn mình đã đi cà phê sáng sớm. Hôm đấy thì Tết đã tặng mình một món quà, tại vì lâu ngày không gặp nhau. Đây là một cái túi mà Tết đã tự thêu cho mình, có chữ Stormy nè. Xong rồi bọn mình đi dạo quanh quanh thành phố với nhau một lúc, và cuối cùng là đi ăn trưa. Chưa xong thì bọn mình đi mua một cái ghế để cho chúng có chỗ ngồi ăn cơm, bởi vì là bình thường mình phải ngồi hết xuống đất ý, vì không có đủ ghế. Sau đó bọn mình đi về nhà và bắt đầu nấu cơm tối. Tối hôm đấy thì Chuối làm món gà rán để bọn mình uống với cả bia. Món gà này thì rất là đơn giản thôi, mọi người hãy ướp gà với cả muối, tiêu, nước mắm và bột paprika nếu mà muốn nó cay cay đỏ đỏ một chút ý. Sau đó thì nhúng vào trứng, nhúng vào bột và chiên lên thôi. Mình thấy món này cực kỳ hợp với những cái buổi tụ tập bạn bè vào kiểu cuối tuần ý, bởi vì chúng mình có thể ngồi ăn gà rất là ngon này, uống bia và xem phim với nhau, cực kỳ tuyệt vời. Ăn toàn bụi, không thấy gà đâu. Thứ sáu thì bọn mình không đi đâu hết, thế nên là bọn mình chỉ có ở nhà học bài, xong rồi là ăn trưa. Ăn trưa thì trưa nay bọn mình có tim xào, tim luộc và rau cải xào với cả xì dầu. Buổi chiều sau khi mà sau hết việc thì bọn mình lại lên đường để đi chợ để nấu bữa tối. Tối nay chúng mình sẽ ăn bún riêu cua. Đây thì Chuối đang cho đậu vào đây rồi. Ta-da, trong lúc đợi đồ ăn đang chín thì bọn mình sẽ bôi dầu dừa lên tóc. Để tí nữa còn tẩy tiếp lần thứ tư. Đợi dầu dừa ngấm thì mình với cả chị Chuối ngồi ăn bún. Đây là hai bát bún của bọn mình với full topping. Sau khi ăn xong dầu dừa cũng đã ngấm rồi thì mình bắt đầu công cuộc tẩy tóc. Nếu bạn nào muốn tẩy tóc nhiều lần, đây là mình tẩy lần thứ tư rồi. Nếu muốn tẩy nhiều lần mà không bị hỏng tóc thì nên cho dầu dừa lên tóc nha. Alo, mình đã tẩy tóc xong rồi nè. Đây là màu tóc tẩy hoàn chỉnh. Bây giờ là 2 giờ sáng mà mình phải đi ngủ đây, quá buồn ngủ rồi. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai nha. Next in that. Hello mọi người, hôm nay là sáng thứ bảy và bây giờ mình đang buộc tóc lên để chuẩn bị nhuộm thành màu. Ta-da! Hiểu
trở thành màu này. Đây là màu Electric Lizard, màu xanh kiểu như là xanh neon, giống màu của Billie Eilish, hiệu ở trên đỉnh đầu ấy, mình ở dưới này. Đó, mình hy vọng nó sẽ lên được cái màu xanh neon sáng sáng như thế. Chắc là sẽ kiểu như cái áo kia, mình cũng chưa biết được. Đấy, nên bây giờ mình sẽ phải bóc nó ra, xong rồi là trộn vào đây. Nếu mà nó đậm quá sẽ trộn thêm dầu xả nữa. Nhưng mà chắc là như này thôi. Ok, bắt đầu thôi. Hello mọi người, mình đã xả tóc xong rồi. Bây giờ mình với cả chú ấy đang ở trong trung tâm để đi ăn chiều hay ăn tối? Ăn trưa chứ. Thì đây là tóc mới của mình. Nó hơi chọi nhỉ, nhưng mà mình nghĩ là sau một vài lần tẩy tóc xong ấy thì trông nó sẽ nhạt bớt đi, nó sẽ không bị chói lóa như này nữa. Nhưng mà mình cũng rất là ưng cái màu này, trông nó rất là vui vui phân phân á. Joker. Mọi người ơi, đây là noodle box, là kiểu cái hộp mì của Trung Quốc ấy đúng không? Kiểu Trung Quốc ấy. Thì kiểu đây là một cái món ăn bình dân, món ăn đường phố mà rất là phổ biến ở bên này. Nhưng mà đây là lần đầu tiên mình ăn cái này. Rất là bất ngờ như thế, kiểu mình cứ đi qua đi lại nhưng mà mình không có hứng đủ với cái này ấy. Nhưng mà thôi, hôm nay mình sẽ ăn thử nó lần đầu tiên để chắc chắn là mình không thích nó. Chắc chắn một lần nữa. Ok. Ăn thử nghe. Mà cái mì thì nó không giống mì xào lắm, nó như kiểu là mình luộc lên xong rồi mình cho sốt vào ấy. À cũng ăn được à. Ok, bọn mình phải ăn nốt cái hộp mì này ra. Thế nữa nếu mà có ăn thì thôi mình sẽ lại quay lại cho mọi người. Thế nhá, bye bye. Bởi vì hôm nay là một ngày cuối tuần, thế nên là buổi tối thì mình với cả chị Chuối đã hẹn chị Tết đi uống ở ngoài. Đây là một cái quán rất là nổi tiếng ở Augsburg với hơn 1001 loại cocktail khác nhau. Và bọn mình rất là thích ngồi ở đây, mặc dù là cuối tuần nào thì cũng phải đứng xếp hàng rất là lâu thì mới có chỗ. Bây giờ đọc toán nhé. Bây giờ có một cái hộp. Lá khi uống quá. Bây giờ có một cái hộp nhá. Em không nhìn được cái gì bên trong. Trong đấy có 10 hòn mi. Bây giờ là em được phép lấy 2 lần bi ở trong cái hộp đấy. Và mỗi lần nhìn hòn mi xong em lại nhét nó vào bên trong. Ok. Xác suất để em lấy được lần thứ 2 là một hòn mi xanh là bao nhiêu? Lần thứ 2 là một hòn mi xanh. Đúng rồi. Trường hợp sau là 15 Trong một cái video What We Eat in a Week thì không thể nào mà thiếu được cái tiết mục ăn đêm đúng không? Thế nên là tối hôm đấy thì bọn mình đã về nhà và nấu mì ăn. Đây là mì Indomie. Mặc dù là nó khá là unhealthy, thế nhưng mà mình nghĩ là một buổi tối trong tuần thôi ấy thì cũng không có vấn đề gì lắm. Mình mới phát hiện ra là tay con Sammy xanh lè, giống một tóc của mình. Tại vì hôm nay lúc mà mình nhuộm tóc ấy, nó cứ lân la, nó bò lại gần, xong rồi nó cứ kiểu khều khều ấy. Thế bây giờ tay nó xanh lè. Sammy kiểu lúc nào cũng kiểu tông sự tông với mình ý. Thì
Chủ nhật thì bọn mình đã cố gắng dậy sớm một chút để đi ăn sáng ở ngoài để cho cái thực đơn của tuần này nó phong phú hơn một chút. Đây thì là một cái bữa sáng khá là đặc trưng của Đức với bánh mì này, sandwich ăn kèm với các loại bơ, các loại mứt, mật ong, Nutella, phô mai các thứ. Sau khi mà ăn xong thì bọn mình đã về nhà và làm kem bơ để ăn cộng với cả ngồi học bài luôn. Thì làm kem bơ rất là dễ thôi, mọi người hãy xay bơ với cả sữa, kiểu sữa ông thọ, sữa đặc ý, và một ít sữa bò hoặc là sữa hạt mà mọi người có trong nhà. Xong rồi xay nhuyễn ra và để một cục kem ở trên. Mình thấy combo tuyệt vời nhất đấy chính là bơ với cả kem dừa. Và cho bữa ăn cuối cùng trong ngày cũng là bữa ăn cuối cùng trong tuần thì bọn mình ăn mì spaghetti xào với cả tôm và tỏi. Mình không biết cái tên chính xác của nó là gì, nhưng mà món này cực kỳ ngon và lần nào bọn mình gặp nhau thì mình cũng nấu cái món này để uống với cả rượu vang. Đầu tiên thì chúng mình sẽ ướp tôm với muối và tiêu, sau đó thì xào tỏi và ớt lên cho nó chảy dầu ra và xào tôm chung vào đó. Đến khi nào tôm có một cái màu vàng đẹp mắt rồi thì mọi người sẽ gắp ra, cho mì vào xào chín, sau đó thì lại trộn cùng với tôm và thế là xong. Và đấy là tất cả những món ăn mà mình đã ăn trong tuần này. Mình hy vọng là cái thực đơn của tuần này của mình nó sẽ giúp cho mọi người có thêm ý tưởng để nấu ăn cho cả tuần. Và đương nhiên là không phải là tuần nào mình cũng ăn những cái món kiểu sơn hào hải vị ngon thế này. Bình thường mình cũng chỉ là ăn thịt rang với cả rau luộc thôi. Thế nhưng mà hy vọng là cái việc của mình nấu ăn như thế này cũng truyền cảm hứng cho mọi người ăn ngon hơn mỗi ngày và chăm sóc bản thân thật tốt hơn. Hy vọng mọi người thích video này và hẹn gặp lại mọi người trong video tuần sau nha. Bye bye.